this place is not safe. No, this is industrial areas. No. That's slum. Not safe. Outside, don't go alone. Don't go alone. Còn cái những cái chỗ mà bên trong góc khuất á thì còn rất là nhiều thứ nữa mình không có cho mọi người xem được vì trong này anh bạn này nói nó không có an toàn cho lắm. Mình đi một hồi thôi lại tí xíu thôi là có người ta lại ta hỏi. Xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại thì mình đang di chuyển vào một cái khu ổ chuột lớn nhất tại thủ đô New Delhi. Thì mình đi bằng xe máy, hôm nay là sẽ có một người bạn đi cùng mình là người địa phương nha mọi người, vì nghe nói là cái khu này thì đôi khi là nó sẽ ở Ấn Độ và những cái khu ổ chuột nó rất là nguy hiểm, thì đôi khi có những người họ trộm cướp rồi cướp bóc ở trong đó rất là nguy hiểm, vậy nên là mình có đi chung với anh bạn này. Thì hôm nay mời mọi người cùng khám phá khu ổ chuột này cùng mình nha. Is it dangerous place? Someone attack me? Maybe? Someone? Đây là cái con đường mà đi vô khu ổ chuột này mọi người. Thì đi vào thì mọi người sẽ thấy khác liền, thấy không? Ở đây rác rến không à. Hầu như là không có người nước ngoài nào hết á, chỉ có một mình thôi. Và hầu như những khu này nó rất là phức tạp. Ở Ấn Độ, riêng Ấn Độ nha mọi người, những khu như thế này nó sẽ rất là phức tạp. Không nên đi một mình. Đi qua cái khu này thì đi ngang một cái khu mà chuyên làm gỗ mọi người. Đó, thì người ta mài gỗ và bụi bặm rất là nhiều ở đây. Và cái gỗ này á mọi người, thì những cái gỗ nào mà mắc tiền á thì người ta sẽ để sử dụng mà người ta làm gỗ cho mấy cái bàn ghế, và cái nhất cái hai là để dành mà thiêu người nha mọi người, để thiêu người mất á. Và cái người giàu người ta sẽ mua những cái gỗ thơm như thế này nè. Đó, người giàu người ta mua cái gỗ thơm mà đốt lên thì có cái mùi thơm á. Còn cái người nghèo á, người ta sẽ lấy cái gỗ mà rẻ tiền người ta đốt. Đó là cái văn hóa của Ấn Độ. Đó, mọi người thấy không, ở đây rất là nhiều những cái bàn ghế bằng gỗ người ta làm mà bụi bặm ở đây nhiều lắm luôn, hầu như là bụi. Ôi da, ây da. What's your name? Raj. My name is Raj. Raj. Raj, Raj, R.A.J. Raj. The Raj. R.A.J. Raj. R.A.J. Raj. My name is Kang. Okay. Nice to meet you. Happy to see you. Thank you. I will miss you. Đi ngang một cái chợ mọi người. Một cái chợ. This market. Wow. Chợ địa phương, phương Tây Ấn Độ. Ở với Ấn Độ thì đi đâu mọi người cũng sẽ thấy ruồi hết. Ruồi rất là nhiều vì hầu như là ở ngoài đường của mọi người. Thì phân á, phân bò, phân chó đồ người ta thả ra ngoài đường rất là nhiều. Vậy nên là ruồi nó bu hầu như là, ví dụ mình là người, mình tắm rửa sạch sẽ mà mình ra ngoài đường á mọi người, mà mình vẫn ngồi, mình vẫn có ruồi luôn. Hầu như nó quá nhiều cho nên là ở đâu nó cũng bu hết á. Nó bằng nếu mà để các bạn đi thành những thành phố khác á, dạng như cái thành phố Agra để bình yên và nó sạch sẽ hơn mọi người. Ở New Delhi tại vì có quá nhiều người lên đây kiếm sống cho nên là rất là dơ. Đây mình đã tới khu ổ chuột rồi mọi người. Thì ở đây mình sẽ cho mọi người xem khu ổ chuột này nha. Anh bạn này anh dắt mình vô. Yeah. Oh, wow. Bên trong này thì người ta cũng bán hàng đồ, nhưng mà nhà người ta làm bằng gạch thôi mọi người. Gạch và ruồi nè. Trời ơi quá trời ruồi luôn. Rác quá chưa. Namaste. Hello.
You are making good. Making good. Yeah, good. Good. Namaste. Good luck to you. Good luck to you guys. Hard working. Hard working. Yeah. Your friend? Your friend? No. Uh-huh. I'm with you because this area is not safe. So I'm come with you. This area is not safe, right? Dangerous? No, I'm with you. Okay. No problem. So that I come with you. Yeah. You are the bodyguard. Bodyguard. Thank you. Love you. Wow. Namaste. Hello. What people doing here? What kind of job they doing here? Job. They don't have job. Don't have job? No. Oh. So they don't have job. What can they eat? Finding. Someone come. How they can earn money for someone buying? Someone come to help them. Someone come to help them. Support them. Yeah. Does the government? Government do help him. How about the government? They also they don't support have them. Home. No. They don't have home. They stay here. Yeah. No support. Not anything support here, right? This side industrial area. Wow, ở đây rác không mọi người, và hầu như là những cái này là bụi gỗ người ta đổ ngoài đây luôn. They doing like this type jobs. Ở đây cô này thì cô làm dạng như cái việc mà cô lụm ở cái trong cái bãi rác đó mọi người, những cái vật dụng mà dạng xài được á, và người ta lụm về người ta sử dụng, và có thể người ta lụm về người ta bán nữa. Ở cái chỗ này nó rất là nguy hiểm, cũng do cho cái người dân ở đây nữa, rất là nguy hiểm cho người dân ở đây, là do kiểu như cái bột gỗ người ta đổ ra mọi người, thì nó dễ là rất là dễ cháy, rất là dễ cháy nha. Và nhiều khi nó nóng, thời tiết gì nó nóng là nó bén là nó cháy luôn, rất là nguy hiểm. Hầu như cái con đường này nó rất là dài, và mình thấy toàn là người già thôi mọi người. Người già ở đây mà người ta lụm cái này nè, người ta sinh sống, người ta lụm để người ta bán. Đây là rùi, quá trời rùi luôn. Namaste. Mình chỉ cho mọi người xem nha, những cái chỗ mà nó sơ xài ở cái chỗ ổ chuột này thôi. Còn cái những cái chỗ mà bên trong góc khuất á, thì còn rất là nhiều thứ nữa. Mình không có cho mọi người xem được, vì trong này anh bạn này nói nó không có an toàn cho lắm. Chỉ cứ đi bên gần, hầu như là gần bên ngoài thôi mọi người. Ở bên ngoài có rất là nhiều người cho nên nó đỡ nha. Vô trong thì nó nguy hiểm lắm. Namaste. Wow, what is this? Toilet. Để toilet. Đây mọi người, ta dựng cái toilet ra ngay chỗ này để người ta làm, người ta dựng cái toilet ngay cái chỗ này để thấy mà thấy nó sơ sài không? Và hầu như cái chỗ này á, những cái toilet này nó không có cái đường mà để cái ống phân mà đi xuống nha. Người ta đi, người ta đào cái lỗ xong người ta lắp lại thôi. Cho nên là cái mùi ở đây nó rất là ô nhiễm mọi người. Và ruồi rất nhiều, ruồi kinh hồn luôn. Hầu như trong này á, sẽ có người nghèo thì 80%, nhưng mà 20% còn lại là có giang hồ đó nha mọi người. Có giang hồ đó nha mọi người, cho nên là không phải muốn đi đâu thì đi đâu nha. Đi rồi rất là dễ gặp chuyện. Có giang hồ nữa. Ở đây họ sẽ sống dạng như là họ dựng mấy cái này tạm bỡ phía sau nè. Rồi những cái chỗ họ ở thì nó khá là hẹp. Namaste. Nước ở đây thì họ lấy ở cái chỗ nào đó mình cũng không biết nữa. Chắc là mình thấy nước nó cũng có cặn bợn đường lưng.
Namaste. Tên là tên là tên. $100. YouTube, YouTube Burm, Vietnam. $100. What? YouTube. Ngay chỗ này thì người ta có bán cũng có cái chỗ nào mà nó khá chút thì nó có bán tạp hóa, cũng có tủ lạnh rồi cũng đỡ. Thì những người như vậy thì họ có tầng lớp cao hơn chút xíu. Namaste. Mọi người thấy ở trên trời Ấn Độ hầu như là quả nè, mấy con quả nè, nó bay ngập trời luôn. Diều hâu với quả nó bay, gọi là nó rất là nhiều luôn nha mọi người. Nó tạo như một cái không gian mà dạng như nó bế tắc luôn đó. Nó tạo một cái không gian bế tắc chứ nó không phải là như bình thường nữa. Quả mà kêu thì bình thường ở Việt Nam mình là mình biết rồi đó. Nó tạo một cái không gian mà nó quát tối ngày luôn. Ra đường thì rác không à. Hầu như là cái thường là cái ý thức của họ cũng vậy mọi người. Cái ý thức họ ở đây họ xả rác rất là nhiều. Can we go inside here? Inside? No. Okay, that's. Because I'm already too late. Hầu như nhà cửa thì họ phải nói rồi, người ta lụm mấy cái miếng vải này nè, mấy cái miếng nhựa này, người ta làm cái ngói để mà che mưa và che nắng. Mà hầu như là trời thời tiết này và cái thời tiết này thì mọi người biết là nó nóng cỡ nào rồi, dễ cháy lắm. Nước ở đây thì người ta phải đi lấy một cái nơi nào đó để mà họ trông trữ như vậy đây, và để thời gian nó cũng bị cặn ở dưới đó, không có vệ sinh. Ở đây cũng có họ trồng nha đam nữa, những cái thứ mà họ tự trồng. Hello Vera. Yeah, I know. Mình cho mọi người xem đây là tại vì ngay tại thủ đô New Delhi nha mọi người. Đây là tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Bình thường mọi người sẽ thấy những cái khu ổ chuột ở như ở Mumbai. Đó là cái chỗ người ta làm công nghiệp và người ta làm những cái ngành nghề rất là nhiều. Mình thấy cái chỗ này á, cái chỗ này là người ta sống còn khổ hơn đó mọi người. Vì ở đây rác rến nhiều lắm và nó cái mùi của nó hôi dữ lắm luôn á. Ruồi rất nhiều, ruồi luôn. Ruồi rất là nhiều ruồi. Namaste. Namaste. Cũng hên ghê mọi người, đáng lý là cũng không có vô được chỗ này đâu. Vì ở đây nguy hiểm và dạng như là người dân người ta không có cho vô. Tại nên cũng có anh bạn này đi với mình thì cũng đỡ rất là nhiều. Có anh bạn này đi với mình rất là đỡ. Một cái đền thờ của bên đạo của họ này mọi người. Này là đạo Hindu á. Người ta cũng có thờ cúng. Thời tiết bây giờ là cực kỳ nóng ở chỗ này, chỉ nóng ở chỗ này. Và mình thấy người dân ở đây người ta sống cũng rất là khổ sở nha. Vì cái tầng lớp Ấn Độ mọi người không phải là những cái khu ổ chuột khác đâu. Ở đây á, người ta dạng như... See smallest chair. Và ở đây người ta hầu như là dạng như là tận đáy luôn. Tận đáy của sự nghèo khổ. Và mọi người biết Ấn Độ là người ta chia rất là nhiều tầng lớp, và tầng lớp nghèo hầu như là người ta sống và người ta sinh sống và làm những cái việc mà dạng như ra ngoài thuê cũng không, và ra ngoài mà kiếm việc làm á cũng không có ai mà họ chấp nhận để mà mướn hết. Vậy nên là nó rất là
rất là khổ cho người dân mà dạng những cái tầng lớp thấp rất là khổ nha mọi người, rất khó cho họ đi tìm cái việc nào đó. Thì anh bạn này nói với mình là đa số những người dân ở đây họ sống, những người mà họ ngồi ngoài mình quay cho mọi người xem á, là họ sống nhật bằng cái tiền mà đi xin không mọi người. Nhiều khi đi ra những cái chỗ ngoài đường á thì có những cái người nào mà họ cho tiền á thì họ sống vì cái tiền đó thôi, chứ thật ra là họ không đi làm, mình có xin cỡ nào người ta cũng không mướn hết. Đó là cái sự chênh lệch và khác biệt ở Ấn Độ. Đó là ở Ấn Độ. No, cannot go. No set. No set. What? Oh, no set. Why? Why is no set? This area is not well. Oh. So I can go that way. That's where? No, no, this area is not safe. You shoot some videos and you can go here. Out of here. Mm-hmm. Oh. All people are not sane. Ở đây họ họ nói là không an toàn khi mà đi vô cái hướng đó mọi người ơi. Vì nghe cái hướng đó người ta làm dữ lắm, người ta dịch. Có những cái thanh niên ấy nhiều, nghiện ngập nhiều á. Và what's wrong with him? No, no, no. He angry? I'm with you, don't worry. Okay, yeah. Ở đây người dân có những người thanh niên họ vậy, họ nghiện, họ say xỉn á, cái rồi họ cứ la lối, cho nên là anh bạn này anh nói là ở đây không an toàn, chứ đi cái lối nào mà anh nói là ok đi được thì đi thôi, còn mà đi một mình mà lang thang là thế nào cũng sẽ bị cướp đồ mọi người, chắc chắn là sẽ bị cướp đồ. Ồ, mình đi một hồi thôi là tí xíu thôi là có người ta lại, người ta hỏi mày vô đây làm cái gì, mà mình nói đi chung với bạn này thì người ta mới thôi á. Ở đây họ có rang cái gì nè mọi người, thì để phơi nè để họ ăn. Rain is coming. Ờ, the strange one. Oh. Mình đứng sát xe lửa chỉ có vài cm thôi, mà người ta sống ngay cái chỗ xe lửa nè mọi người. Những cái cảnh này là chỉ có ở Ấn Độ thôi chứ không có đâu mà có hết. Quá nguy hiểm. Ngay đoạn này thì mọi người thấy là có hai thanh niên đã theo dõi mình rất là lâu rồi mọi người. Thì khi mà ở ngoài thì mình vào con hẻm á, thì họ đã chặn mình lại, chặn hai tụi mình lại và họ yêu cầu là xóa cái đoạn video mà quay cái vùng cấm trên kia. Thì anh bạn này nói là họ có bán hàng, vậy nên là họ yêu cầu mình xóa cái đoạn đó. Họ đến cái chỗ mà vắng vắng này thì họ yêu cầu như vậy, họ làm rất là dữ. Cho nên là mình cũng thấy rất là sợ, mình đã xóa thì chỉ còn một cái đoạn video ngắn này cho mọi người xem thôi nha. Một hồi thì anh này nói thôi tới cái chỗ này trên kia thì nó sẽ an toàn hơn, vì cái chỗ này là cái chỗ mà người ta buôn bán cũng có mấy cái đồ ấy đó mọi người, nên là không có an toàn. Cái ông Ấn Độ kia ông ra ông nói ôi mày dắt cái thằng nào vô đây hả, cái chỗ này là chỗ tụi tao này này kia, cho nên là anh nói là ông an toàn thôi, đi qua bên này, qua bên đường này chạy như bảo kê á. Và họ làm họ để chăn dắt những cái người mà họ nghèo ở đây họ đi xin ăn rất là nhiều, nên là anh bạn này nói thôi đi ra bên này quay cho nó dễ. Sẽ đi vô một cái lối khác và của cái khu ổ chuột này mọi người, vì cái chỗ đó nãy là dạng có bảo kê bên kia cho nên là không có vô được, và phải qua bên một cái lối khác nó sẽ an toàn hơn. That's right. Your motorbike here? No, no, no problem. No problem. Bên chỗ này thì mình thấy là có phụ nữ, trẻ em và hầu như là không có đi học luôn.
họ sẽ ở đây và sống nhờ những cái việc mà lụm mấy cái rác thải như thế này nè. Rồi người ta quăng cái gì ra họ lụm. Ví dụ như còn đồ ăn thì đồ ăn mà còn hạn đồ hay là còn ăn được thì họ sẽ ăn bằng cái này luôn. Thì mọi người thấy ở đây ăn người ta rửa đồ ruồi rất là nhiều. Mình phải đi theo anh bạn này thôi mọi người. Anh này anh dắt đi đâu thì mình đi đó chứ không có được đi riêng. Vào chỗ này rất dễ gặp chuyện. À, ta xuế. Oh, biggest lump in New Delhi. This is the biggest lump. Wow. Đây mọi người thấy không? Hầu như là nó rất là lớn. Và cái chỗ đường ray này thì không biết là nó còn hoạt động ngay cái chỗ đường ray này hay là không, mình không có biết nữa. Nhưng mà ngay cái chỗ này nó rất là rộng nha. Người ta sống tạm bợ ngay chỗ cái đường sắt này thôi mọi người. Thời tiết bây giờ là 50 độ. Ok, some left. Okay. Wow. Nhưng mà mình thấy ở đây thì người dân họ cũng chào hỏi vui vẻ mọi người, trừ những cái thanh niên mọi người. Thanh niên thì người ta hơi bậm trợn chút. Nói chung là mình Namaste. Người ta ngầu liền mà đối chung với anh bạn này thì không có sao. Ghê không? Hello. Namaste. I'm from Vietnam. Love you, love India. Thank you. Oh. Ở đây bụi bặm mà nóng quá. Không có đi mà bình thường chịu không nổi mọi người. Hiện tại là 12 giờ trưa tại Ấn Độ. Phải đi ra thôi. Người ta đuổi quá phải đi ra mọi người. Tại vì cái chỗ làm ăn của người ta mọi người, cho nên là thôi đi ra. Có những người họ không có chịu cho mình vô trong đó mà đi chung với anh bạn này sẽ đỡ gặp rắc rối. Gặp rắc rối thiệt, nếu không mà đi một mình sẽ gặp rắc rối rất là nhiều. Thanh niên ngồi cho ở đây rất là nhiều. Mình gặp thì mình cũng cố tình chào hỏi họ chứ để họ tiếp xúc với mình là sẽ có chuyện nữa nha. Họ mà tiếp xúc với mình trước là sẽ có chuyện quá. Nên là mình cứ nào mình chủ động mình bắt chuyện người ta cho người ta vui vẻ mọi người. Cứ để họ cứ họ lườm mình lúc nào cũng sẽ có chuyện. Ngay cái chỗ này xe người ta làm công nghiệp rồi gỗ nhiều ghê. Quá trời luôn. Thank you so much. Thank you so much. Đi ở ngoài nè, cái khu ở chuột thì mọi người thấy khác không? Ở ngoài nhà cao tầng nè, cũng bán buôn đồ ha, điện máy đồ, rồi khách sạn rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà nó cách có một cái con đường nhỏ thôi. Nó cách có con đường nhỏ thôi là mọi người sẽ thấy là cái nó khác một trời một vực. Hầu như là cái sự chênh lệch ở giàu nghèo ở Ấn Độ, cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Ấn Độ nó rất là lớn. Nó rất là lớn và lớn khủng khiếp luôn mọi người. Qua đây mình đi những cái nơi như vậy mình mới cảm nhận được. Hầu như là không có nước nào chênh lệch. Một người có rất nhiều, một người có rất nhiều bạn siêu giàu và một người không có gì hết trong tay. Và hầu như là ở Ấn Độ 30.000 đồng mọi người. 30.000 đồng thì Việt Nam mình ta sống được một ngày luôn. Người ta ăn no nê và người ta sống, người ta uống nước đường này kia được một ngày luôn. Mọi người thấy không?
Cho nên là những cái người nghèo á mà người ta được 100 ruby là họ rất là vui nha, họ rất là vui. À, cũng nhờ có anh bạn đó thì mình mới vô được cái chỗ đó mọi người. Thì ảnh chở mình ra chỗ này để mình bắt túc túc nè, mình đi về. Cũng cảm ơn bạn đó rất là nhiều vì có bạn đó mới vào được chỗ đó mọi người. Bây giờ mình cũng kết thúc video này tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Ok, mọi người xem thì cảm nhận được cái khu, cái chỗ này, cái khu ổ chuột này như thế nào thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Nhớ bấm like một đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thôi bây giờ bắt túc túc về thôi. Mừng quá, đi đâu cũng gặp được người giúp đỡ mình. Thật sự ở Ấn Độ thì nguy hiểm thiệt mọi người, nhưng mà đi đâu mình cũng may mắn gặp được người giúp đỡ mình. Thôi bây giờ mình sẽ đi về nha. Bye bye mọi người.